Long An đang rút cơ nguồn nhân lực phục vụ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là nhân lực ngành y tế đang thiếu hụt rất lớn. Từ ca mắc COVID-19 cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh được ghi nhận vào ngày 27 tháng 5, đến nay Long An liên tiếp phát sinh các ca F0 mới. Ngành y tế đã tập trung dồn lực chống dịch, nhưng gần đây, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Tỉnh phải khởi động thêm các khu cách ly tập trung, thành lập thêm các bệnh viện dã chiến, thậm chí nhiều ca bệnh nặng cần phải được điều trị tích cực. Vì vậy, Long An gặp khó khăn về nguồn nhân lực y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Theo tổng hợp nhu cầu từ các địa phương, đơn vị, toàn tỉnh Long An đang cần đến 379 cán bộ y tế, gồm 57 bác sĩ, 190 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên X-quang, 109 kỹ thuật viên lấy mẫu và xét nghiệm, 20 cán bộ dịch tễ và 2 cử nhân y tế công cộng để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc, chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện tỉnh đã tiếp nhận 79 y bác sĩ, dược sĩ và sinh viên của tỉnh Bắc Giang chi viện hỗ trợ Long An chống dịch.